Sáng ngày 8 tháng 3, thì VinBus chính thức vận hành tuyến xe buýt điện đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình di chuyển từ bến xe Bến Thành, quận Nhất cho đến Vinhomes Grand Park tại thành phố Thủ Đức. Tuyến xe buýt điện tại thành phố Hồ Chí Minh có số hiệu D4, tần suất hoạt động 20 phút trên chuyến, thời gian chạy từ 5 giờ đến 21 giờ 15 phút mỗi ngày. Giá vé áp dụng cho tuyến buýt điện này là 7.000 đồng một lượt, đối với học sinh và sinh viên là 3.000 đồng một lượt. Hành khách có thể mua vé trực tiếp thông qua hình thức thẻ ngân hàng cũng như thẻ Unipass. Được biết, trước khi đưa vào vận hành chính thức, những chiếc xe buýt điện này đã được chạy thử nghiệm trong nội khu Vinhomes Grand Park cách đây vài tháng. Xe buýt điện của VinBus có dung lượng pin 281 kWh, phạm vi tối đa xe có thể di chuyển sau một lần sạc là hơn 200 km. Xe mất khoảng 2 giờ để sạc đầy pin tại các trạm sạc. So với xe buýt thông thường sử dụng nguồn nhiên liệu dầu hoặc khí đốt, xe buýt điện cho cảm giác vận hành êm ái hơn mọi khi tăng tốc. Không gian bên trong được bố trí rộng rãi, xe được trang bị nhiều công nghệ an toàn như cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn, chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống, tự động kiểm soát hành vi người lái. Hiện tại thì người dân đều cảm thấy rất phấn khích trước thông tin này. Các bạn đã thử trải nghiệm tuyến xe buýt điện đầu tiên này chưa? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!